着得好，着得唔好，分分钟连份工都会冇。着得太好，你老细又会嫌弃人工高。高度赞扬嘅应该系我工作态度。迟到早退吞扑秘捞，你要报大数。素来有为一代天骄，还看今朝。我话最好就去 wave party 欢乐今宵。好想生活快乐，不需担心失去工作。Ê, xét dùm đi. Xét gì? Nặng nề vậy, tự xét đi. Lại không nghĩ tới cuối tháng rồi. Mắc dịch. Cái gì? Bụng làm thì dạ chịu mà. Tôi thì ăn ít, tại anh thôi. Tôi ăn uống hoàn hảo lắm. Nè, tóm lại tôi có 100 thôi, còn thiếu thì anh bù. Wow. Nè, anh nói thôi nha. Chỗ này đều là đồ hạ giá mà. Mua mấy lon đồ hộp thì tặng đựng cái phiếu. Có mấy phiếu thì mua được mấy lon, rồi được tặng thêm nữa. Tất cả đâu có tới 100 đồng, cảm ơn nhiều. Ê nè, trả. Ê, tôi, trả tôi không. Trả cho tao. Trả cái gì? Trả tao. Đụng trúng người ta kìa. Xin lỗi nha ông cụ. Không sao chứ. Không có gì, không có gì. Ông cụ à, cái chân của ông cụ không bị gãy chứ hả? Chân của tôi lâu nay đã vậy rồi, không có mắc mớ tới hai anh đâu. Hay, cũng may thiệt. Hay vậy à, làm ơn cho hỏi thăm số 26 đường Long Cương ở đâu vậy? 26 hả? Chỗ coi. Này, chỗ này. 26. Chỗ này, chỗ này. Chỗ này là 26. Thiệt là hay quá đó, rốt cuộc đã tìm ra được rồi. Chú kiếm người hả? Phải, nữ trung y sĩ mà tôi quen coi đó đã dọn ra chỗ này rồi. Cho nên tự nguyên lãng đón xe ra kiếm cổ đó mà. Hả? Không phải nhà số 3A chứ? Đúng là lầu 3 nhà A đó à. Hả? Cổ thiệt là cao tài ẩn lắm đó, công phu độc đáo. Tôi có kiếm người khác, hoàn toàn không có được đâu. Thời buổi này mình mấy không có được thoải mái, cho nên nhất định phải kiếm lại cổ đó mà. Ôi nè, nhắc đến chuyện này, sao hai anh rành chỗ quá vậy hả? Có phải hai anh cũng thường hay tới đó không? Nè nè, vậy đi chung đi. Đừng có điên, chúng tôi ở đây mà. Vậy đừng có cản đường tôi nha. Bác hai à, đừng có hấp tấp mà. Đi đâu gấp vậy? Té chết đó. Sao mà lâu quá vậy hả? Không lẽ thiệt có khách hay sao đi chứ? Dầu có cũng đâu cần lâu như vậy chứ. Đồ già dịch. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn. Không gì. Lần sau nếu cần lên kiếm tôi nha. Nhất định. Còn nữa, tiêu trì giúp tôi đi. Không thành vấn đề. Cảm ơn nhiều. Điện thoại reo. Cô y sĩ à? Bác ạ. Cô dọn nhà sao mà dọn đi xa quá vậy hả? Thiệt vất vả lắm mới kiếm được cô đó. Ông một mình từ Nguyên Lãng tới kiếm tôi hả? Phải đó, cố tình đi kiếm cô mà. Vô đây tôi giúp ông. Được, cảm ơn. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Được, cảm ơn. Chỗ này dơ bẩn quá đi. Nè nè anh bạn, khoan đi đã. Giới thiệu cho biết, khá lắm đó. Thử đi. Hạ tiện. Bỏ đi cái danh thiếp này, khiến bạn đã mất đi một cơ hội thoải mái và sung sướng đó nha. Thiệt điên. Phải. Nè, xả rác bừa bãi. Lượm lên đi, nếu không tôi đột đó nha. Lượm lên mau. Vậy. Lượm lại đi. Lượm thì lượm. Chết chưa? Chết chưa? Mới dọn tới thôi, đã bị hại chết rồi. Nhưng mà cái tên cũng ngộ thiệt chứ. Điện thoại cô Ngân. Vậy điện thoại là cái họ rồi. Như vậy thuộc người di tộc ở Quảng Tây. Thì không ngờ lặn lội xa xôi quá hả? Bộ bây giờ kêu anh chủ trì đại gia Nam Bắc hả? Tóm lại một câu, gái điếm dâm đảng. Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. Ê, ai vậy? Chú hai kiếm ai? Anh bạn, hả? Ở chỗ này có nữ trung y sĩ không? Trung y sĩ? Chú hai à, chú cũng biết anh ngữ mà. Nhà ê kìa. Nhà ê, nhìn đi, nhìn đi. Tôi không biết, thấy cái bảng này để ngay ở giữa, lại không có mũi tên, tôi làm sao biết được chứ. Miễn là nhà ở bên kia. Hòa Bình kiếm đi, mau lên, Hòa Bình kiếm đi. Lẩm cẩm, không biết chữ thì đi học đi. Kiếm trung y sĩ đi làm gì? Thiệt tình mà, già dịch. Ai nữa đây? Ngồi yên, để tao chữa cha nó. Kiếm ai? Phải có nữ trung y sĩ hay không vậy? Không có, có nhìn thấy chữ hay không? Tôi biết chữ chứ, nhưng mà bấm chuông hoài không có ai trả lời. Chắc là đang có khách đó. Vậy tại sao bấm chuông nhà tôi? Bên kia cũng có nữ trung y sĩ. Rồi biết đâu bên này cũng có. Anh tôi gấp lắm đó, làm ơn mở cửa đi. Mở cái gì? Coi chừng tôi mổ bụng anh đó.
Ây da, lần này nguy rồi. Đám dây chúa cứ tới nhà của mình bấm chuông hoài, rửa một hôm nó dằn không được, nó tới kiếm tôi. Phá mày không sao? Hả? Đừng phá tao thôi. Tao cho mày biết nha, nếu như mà cô Ngân kiếm tao, mày phá tao hả, tao chết sống với mày. Cánh gà nướng, thịt sườn nướng, trứng chiên ngon. Đồ ăn ngon thiệt ha. Ăn cơm, ăn cơm. Ai đi? Cái đầu dê chúa đó, chờ tao. Thì là tức quá mà. Thằng Bảo đang ăn cơm mặt hầm hầm bỏ chạy ra, không biết có chuyện gì hay không nữa. Nè, giúp tay. Chuyện gì? Nước cầu tiêu. Chắc là thúi lắm. Để tôi mở cửa. 1, 2, 3. Xin lỗi, quý thầy hay anh. Ý, sao cầm xô nước vậy? Nhà bị nhiễu nước hay sao? Anh cầm nước đi làm gì? Tôi định ra ngoài rửa sân thôi, ngoài sân dơ quá à. Wow, có hai vị láng giềng của tôi, thật quá là tốt bụng, tôi rất là vinh hạnh. À, sếp chúc tôi đã quên, tôi tới mượn ghế. Quên, nè, nè, wow, tự nhiên thiệt hả? Là thế này. Nè, cô lấy ghế cho chúng tôi để làm gì? À không, kế bên tôi có nhiều khách làm xong rồi đợi ngủ, tôi đâu có nhiều giường như vậy, cho nên lấy ghế cho họ dựa lưng. Cô lấy ghế của tôi đưa cho khách của cô dựa lưng hả? À phải. Ý, wow, sao ăn toàn đồ chiên nướng vậy? Thời tiết như vậy, ăn kiểu này sẽ bị nóng mình lắm. Phải kiếm tàu hại lửa đó, ha. Xin chào. Wow, mượn cho người nào xài cũng nói ra luôn hả? Nè, 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 nè. Gì? Anh nói là cô Ngân tới đây quấy rầy anh sẽ đánh cổ đó mà. Sao không đánh đi? Đánh đi. Anh mở cửa mà. Tại vì tôi tưởng là bạn của anh, cho nên tôi không phá thôi. Người nhà bấm chuông tôi phải mở cửa chứ. Tôi cầm cái xô nước mà, thì làm sao mà đủ sức đánh nó chứ hả? Đáng lẽ anh phải đánh nó mới đúng. Thì tôi cũng đã bước tới rồi mà, anh không thấy sao? Tôi sợ là tôi đánh nó rồi anh sẽ không được vui đâu. Làm gì có, trong lòng tôi đã ra tín hiệu kêu anh ra tay, anh không cảm giác sao? Ê, lúc đó tôi nhìn rất kỹ đôi mắt của anh. Cổ vừa bước vô cửa thành đã dán đôi mắt của anh lên đít của cổ rồi. Anh không ra dấu tôi đâu có biết. Thôi đi, nè, bây giờ hành động là thực tế nhất, đừng gây nữa, qua bển. Anh thiệt đi đánh cổ hả? Không phải, đố anh chuyện này nha. Kẻ khôn ra miệng, kẻ ngu ra tay. Là gì? Kiếm người giúp. Wow, sao nhiều khối quá vậy? Y sĩ à, y sĩ. Y sĩ. Ê, y sĩ à, đừng vậy mà. Đừng có đốt thang. Y sĩ à, đừng làm chuyện như dục mà, kiểu sẽ có thương đi. Hai đứa bay đi rồi hay sao? Y sĩ còn đây thiệt là hay quá. Đương nhiên ở đây, đốt thang cái gì là khói thơm đó. Bổn đạo sĩ biết trước thiên cơ, siêu dược sanh tử, thiệt là thoải mái. Tôi chỉ muốn bế quan mấy ngày nhập định ngồi tọa thiền thôi. Hai đứa bay thiệt là hiểu biết nồng cạn, quái gở kỳ cục. Wow, xong sổ một tràng liên tục vậy. Nhưng mà có cái chuyện này không biết hay không? Biết cũng là biết, không biết cũng là biết. Cái gì tôi cũng biết. Tôi mặc kệ ông có biết hay không, bây giờ tôi nói cho ông biết. Nữ trú khách mà dọn tới nhà A đó hả? Là nữ trung y sĩ đó. Đúng vậy, là cái thứ không có đàng hoàng. Hey, lúc khai thiền lập địa thì cũng là một âm một dương. Chỉ cần ở chung nhau hòa bình, có đóng tiền nhà thì chánh tà cũng thành friend. Không phải đâu, cổ khiến cho cái đám đàn ông cứ đi ra đi vô, quấy rầy chúng tôi mà. Tâm tịnh thì thần minh, tâm phiền thì ý loạn. Tất cả đều là ảo tưởng mà thôi, chỉ là tự chuốc lấy, bỏ mặc họ đi. À, ông cũng giỏi thiệt à. Dòng do tam quốc, rốt cuộc cũng nói tới tiền nhà. Nếu như tiếp tục vậy chúng tôi không đóng tiền nhà đâu. Đúng vậy, chừng đó chúng tôi sẽ vận động thêm người và cùng nhau đi biểu tình. Chừng đó cảnh sát sẽ tới ổ bổ. Đúng vậy, chừng đó tôi nói là ông dung túng những người làm nghề bất đạo đức. Nói chỗ này là hát điếm. Rồi ông sẽ bị ở tù. Ha, tới chừng đó thì ông, cho anh đoán đó. Sao? Diêm Vương làm đám tang. Trảm? Không phải, là kiếm ma tội nghiệp. Hây da, thì đúng là ông Phật cũng nổi lửa lên luôn. Nghĩ cho an toàn của chúng ta và an định của xã hội, ta quyết định tới đảo Bạc gì, trảm yêu trừ ma. Xong chuyện. Mở cửa. Mở cửa, mở cửa. Mở cửa ra. Mở. Chú à, có cần gấp gáp vậy không? Cái gì? Anh cút ngay cho tôi. Cái gì mà cút ngay chứ? Quay quay quay. Nè, quay quay. Chết chưa? Yêu nữ, người bước ra đây, ta phải thế tiền hành đạo trả mèo trừ ma. Mà bước ra. Ai mà ồn quá vậy? Ý, ông chủ nhà, ông đứng kiểu này thì là bảnh đó. Yêu nữ, người làm dơ chỗ của ta, hôm nay ta phải thế thiên hành đạo. Cư sĩ, nhìn sắc mặt của ông thấy cũng nóng lắm, hay là vô đây trò chuyện chút đi. Tôi không có gì nói với cô. Quay, khoan đi.
không nghe tiếng. Quê, cư sĩ thiệt kêu thảm thiết đó. Cư sĩ sẽ đi kiếm đào mộc vô đâm có giết người hay không vậy? Chừng đó mình sẽ là đồng lõa. Quê, Bảo à, không ngờ diện vậy mà mình phải bỏ trốn, từ nay phải đào vong. Quê, không được, coi thử có kỳ tích gì không. Được. Sao trong khoảnh khắc im lặng đi hết vậy? Cho anh đoán câu này. Người bán cá tắm rửa, hết xà bông, hết động tĩnh. Quay, yên tĩnh vậy? Chắc là đang xử lý xác chết đó. Vậy mình thu dọn đồ đạc đi ngay. Đi. Thiệt sướng quá, thiệt đã quá đi. Thiệt là thoải mái, tận xương tủy luôn. Tôi đã nói rồi, ông nhẹ nhàng một chút thì được thoải mái mà, nhất định không thành vấn đề. Đúng vậy. Phải, ông nóng mình như vậy, làm một lần không có đủ đâu, ngày mai làm thêm một lần nữa đi. Ok, làm thêm lần. Bye bye. Ông chủ, sao ông từng nói qua là thế thiên hành đạo trừ ma diệt tà? Hai đứa bay đừng có nói thêm nữa, bổn cư sĩ mệt lắm rồi, phải trở về tòa thiền để lấy sức đó. Chào. Honey, em thiệt đã qua đi. Sao chân của ổng rung quá vậy? Con người cũng khác đi. Phải. Rốt cuộc ta đã được anh Thịnh có đường tam tạng rồi. Đường tam tạng là một cao tăng đắc đạo, nhưng mà vẫn bị con nhện định làm thịt đó. Thiệt tình. Sao nói chuyện nghe khó hiểu vậy? Có phải là anh muốn nói cư sĩ hay không? Cư sĩ cũng là dê chúa, cũng là con người mà, ổng cũng dê như người ta thôi. Lại nữa. Đường tam tạng tuy là bị thua, nhưng mai là còn có Tề Thiên Đại Thánh với lại Trư Bát Giới. Lên! Tung xe, ai bấm chuông đây? Là tôi đây. Có chuyện gì? Là đàn ông ở ra giúp tay đi. Tung. Wow, thiệt là đẹp quá đi. Cư sĩ à, tặng cái chiêu bài lớn cho tôi, thật cảm ơn nhiều. Được cách sao, đệ tử của tôi làm mấy cái chiêu bài này, biểu nó làm thêm mấy cái cũng được. Chị Ngân à, chị thiệt là cao tài quá đi, tôi coi như mượn quà kính Phật thôi. Cảm ơn nhiều. Còn nữa, cô thiệt mạng thổ mà. Cái chiêu bài thuộc kim, người ta nói là thổ thì sanh kim, kim thì sanh thủy, đời đời bất diệt. Từ nay làm ăn đắt hàng đắt khách, làm tới nỗi mỏi tay luôn. Thì là hay quá, tới chỗ đồng thì tôi làm cho nhiều thôi. Phải, tôi thì là phục hai người đó nha, không những là tới quấy rầy chúng tôi mà còn bắt chúng tôi giúp. Đúng rồi, ở trước nhà làm sao để cái bản vàng khè kỳ cục quá vậy, thì là chói mắt quá đi. Giúp đỡ người ta đó mà, giúp đỡ người là một niềm vui, ra chút sức thôi, chấp nhất làm gì chứ. Tôi không dị lòng đâu. Tặng cho hai người. Gì? Đưa lá bùa cho chúng tôi đuổi ma đó hả? Trông có đàn ông đực rửa. Tại sao? Nè, dán cái lá bùa này ở trước cửa nhà, từ nay không có ai tới bấm chuông nữa, vậy là què cả làng, công đức vô lượng. Hai vị, có lẽ là khách khứa của tôi là người có tầng lớp thấp, có bấm lộn chuông dạng nói cọc lốc với hai vị. Thật ra họ không có lòng đâu, họ rất là lương thiện, xin đừng trách họ nha. Được không? Phải, con Ngân này đã đem tới phiền phức cho hai vị, nếu như có trách thì trách tôi đi. Thật ra làm nghề gì đi nữa cũng phải kinh nghiệp lạc nghiệp. Coi tôi nha, tôi cố gắng sốt sắng như vậy cũng vì tôn trọng cái tinh thần này. Hai anh đừng có trách tôi nha. Cảm ơn anh, lần sau trở lại nha. Được, cảm ơn. Thì không ngờ tướng tá trông tốt lành vậy mà đi làm chuyện này, thiệt lãng phí mà. Nhưng Hồng Kông là một xã hội tự do, mỗi người đều có quyền hưởng thụ tự do của nó mà, cho nên họ chọn tùy lạc cũng hết cách thôi. Cũng không thể trách, một người con gái lặn lội đường xa tới Hồng Kông một mình mà, không tùy lạc đến nỗi đi ăn cướp thì cũng coi như là thành công rồi. Nhưng mà cố đi kiếm tiền cái kiểu này. Phải, thì vất vả lắm. Tôi có đếm lại mà, một tiếng đồng hồ ba người khách, một ngày làm 10 tiếng, là hai lớp đó, 48 tiếng. Wow, là mỗi ngày như vậy, một năm 365 ngày. Wow, nếu mà làm gì như vậy tôi nghĩ chắc chắn là có nhiều vi khuẩn lắm. Còn nữa nha, cái đám khách toàn là to con mập mạp, đâu có được lịch sự như tụi mình chứ, thiệt tội nghiệp. Bảo à,
anh không được tập trung đâu. Đâu có. Anh quét 10 phút rồi, miếng gạch cũng muốn mòn luôn. Quét cái gì vậy? Cái chỗ này thiệt dơ quá mà. Bẩn. Hả? Đậm lòng sưng phải không? Thiệt điên. Đừng để tao đoán trúng nha, tao nói mày khoái con Ngân hả? Khoái người ta thì khai thiệt đi. Thiệt điên. Tao nha, tao dám giơ tay lên thề đó. Thằng Bảo này nhất định không có lòng bậy bạ với con Ngân. Nhưng mà mày ở chung nhà với tao thì khó nói. Đồ điên, tao không có đâu. Được, để coi ai bị trước. Được. Tao đi đổ rác. Đi đổ rác mau đi. Thì đi nè. Anh không sao chứ? Tôi không sao. Ý, tim của anh đập dữ dội đó. Đâu có. Không có. Nhịp mạch của anh rối loạn lắm. Đâu có. Không có hả? Anh không gạt được tôi đâu. Anh bị hư quả thượng thăng tà phong nhập chủ. Vào đây với tôi. Hả? Cái thằng quỷ này, rõ ràng vừa rồi mới đưa tay lên thề mà, giống hệt như cư sĩ, vừa dây dỗm vừa ba xạo. Cô cần uống ly nước lã không? Không uống, không uống. À, vậy thì chờ chút, tôi vô thay cái áo. Thay áo? Vô thay áo? Không được, mình tuổi trẻ hăng máu mà, sẽ chết người đó. Đừng run, đừng run, đừng run. Không mắc mớ tôi đâu, là cậu kéo tôi vô thôi. Lẽ đương nhiên tôi có phản kháng chứ, nhưng mà tôi là một người đàn ông, còn cách nào hơn chứ? Không phải, không đâu, không đâu. Mình đâu có phải là thuộc loại đàn ông hay làm bậy chứ, có phải không? Ê, không được, không được. Ê, có thể lên giường nằm rồi. Hay là để tôi về tắm rửa trước đã, hả? Không sao đâu, tôi không có sợ mà. Hả? Tôi nghe nói là nếu như mà ăn no thì... Không sao đâu, để bụng trống rỗng càng tốt. Nhưng mà tôi không mang đủ tiền, tôi trở về lấy tiền. Không có sao đâu mà, tôi không lo là anh xù tiền của tôi. Vậy hả? Lại đi đi. Tại sao mình cảm thấy lo lắng như vậy chứ? Phải kiếm việc làm để phân tâm mới được. Giặt hết mọi thứ. Đừng mà. Hả? Tâm sanh huyết chủ sáng thân, thân tàn tinh chủ tác cường. Thời tiết lạnh như vậy, anh ăn nhiều đồ nóng, hạ nhiệt xung nhau, thận của anh nhất định bị tổn thương rồi. Còn nữa, khiến phủ tạng của anh cũng có vấn đề. Nhưng mà anh đừng có lo, có tôi ở đây, để tôi thông hết cho anh. Đừng. Quỷ, chuyện gì đây? Bối rối tới chuối cũng rửa. Thủ chi tam ân, đi từ trong tay. Thủ chi tam dương, đi từ bên hông. Bây giờ tôi sẽ nắn bóp một cái quyệt cuối cùng của anh. Đừng, có thể đừng, là sẽ đừng. Bị đau lắm. Nhưng mà anh đừng có nhịn nha, nhất định phải kêu lên đó biết chưa? Xong xuôi rồi. Anh nằm nghỉ một hồi đi, tôi ra ngoài làm chuyện khác. Ý, có chuyện gì? Tới kiếm bạn của anh hả? Anh đã không sao rồi, anh đừng có lo. Anh đang nằm ngủ trong đó, tôi phục vụ anh xong rồi. Cô. Chuyện gì mà anh ra hước dữ vậy? Nguy rồi, anh bị hầm hơi sung huyết dữ dội. Phải vô phòng với tôi. Vô phòng hả? Được. Lên giường mau. Nắng bóp quyệt đạo chánh tông thì thoải mái quá, đến nỗi như là giãn gân giãn cốt. Hèn chi mà có nhiều người đàn ông tới kiếm nữ trung y sĩ ha. Đã thiệt,
Trời, có đồng trì, có đồng trì nè. Có đồng trì. Hay dạ, các chị bị gì làm đây? Không hò hẹn thì cảm cúm hả? Sao kỳ vậy? Chuyện gì đây hả? À, tôi không có sao, tôi ăn cơm lại rồi, tại họ yếu mình thôi. Dĩ nhiên, chị Kiều mà mới lành số lớn quá mà. Sao lại còn bị cảm cúm chứ? Hôm nay chỉ số ô nhiễm rất là cao đó. Ngoài trời nóng nực như vậy, về tới đây máy lạnh dữ quá mà, nên bị cảm thôi. Nhưng mà mấy con vi khuẩn đã bị hút vô máy lạnh hết rồi. Cái lưới máy lạnh thì dơ quá, không khí cứ tuần hoàn hoài. Cho nên đây là chứng đột biến của không khí ô nhiễm của Hồng Kông đó mà. Chỉ cấp 1 thôi. Con Hồng bị nhức lưng như vậy có phải không? Uầy, đây là triệu chứng bệnh văn phòng của người Hồng Kông. Ngồi nhiều đó mà. Đây là cấp 2 thôi. Còn như thằng Luân bị nhức đầu và chóng mặt á, thì là cấp 3. Vậy còn anh? Tôi chỉ đeo kính viễn thị thôi mà, không có cấp gì đâu. Khoa ông già động tác căn bản là vậy mà. Cho nên muốn làm lại một người đô thị khỏe khoắn thiệt là khó khăn. Không phải đâu, Bảo Đẹp với lại Tròn Do cũng khá đó mà. Nè, Tròn Do thì ăn được ngủ được, còn Bảo Đẹp thì thiệt là sống nhăn mà. Hai người của họ mới không xong. Tròn Do thì ăn xong rồi ngủ, đúng là bị chứng mập mập với lại háo ngủ. Còn Bảo Đẹp thì cứ nhảy tưng tưng, là tinh thần bị căng thẳng quá thôi. Tinh thần gần bị phân liệt, bệnh thì cấp 9 đó. Như vậy hai người họ thì phải chết đi chứ hả? Wow, sao sáng sớm đòi chết vậy hả? Bảo thôi hai đồng. Ê, cảm ơn nha. Wow. Ê, sao hai người họ tay chân nhanh nhẹn quá vậy? Sao nói là họ bị chứng đô thị cấp 9? Họ sắp chết rồi mà. Chỉ là hồi quang phản chiếu thôi. Nói gì? Ê, nói về bệnh đô thị mà. Vậy hả? Nè, sao hôm nay hai người lanh lợi quá vậy? Từ ngày hai đứa về đây là ngáp lên ngáp xuống chờ tan sở thôi. Sao hôm nay giống lại con người vậy? Có công hiệu hả? Đương nhiên rồi, dạo này mỗi ngày tôi có điều lý mà, có thể... Phải rồi, đàn ông mà không tẩm bổ thì người hùng cũng biến thành thằng hèn. Nè, làm sao có thể trở lại thành người hùng đây hả? Đơn giản thôi, tới giờ phút đó là phải đi nắn bóp, đã thông kinh mạch. Đúng rồi, đè mắt thì mắt lanh, đè tay thì tai thính. Bây giờ tôi mắt sáng tai thính, tình trạng khá lắm, đầu tóc cũng đẹp hơn. Chuyện gì, học lên đồng hả? Nếu không tin thì câm miệng. Cái miếng giấy này, đứng xa chút đi. Có được không đây? Nè, hàng thứ nhất, chữ thứ A là chữ gì? Chữ phát. Đúng rồi. Hay thiệt. Có phiên tôi. Đúng rồi, qua đây, qua đây. Chữ nào? Hàng thứ ba, chữ thứ tư. Chữ thi. Đúng rồi. Nhắm con mắt cũng thấy đó. Cứ đưa qua đưa lại đi. Được chứ. Được. Tôi phát hiện là dạo này trong công ty của mình đã có người làm việc riêng tư của mình. Hay quá. Thôi. Nè, cái này chưa có thể ai làm được đâu. Phải. Nè, coi nè. Thấy hai cục này kéo nhau giỡn chơi, công tác lơ là. Đã coi thiếu một câu. Vậy sao? Đâu có. Dày la thì ái ngại. Chào chị Môn. Hai hôm trước tôi kêu hai anh đem thơ của ba tháng nay phân loại rồi chỉnh lý lại cho tôi coi. Thơ để đâu? Hai hôm nay chúng tôi hơi bận rộn. No excuse. Hai ngày thôi, chị Môn cho chúng tôi hai ngày thôi, nhất định sẽ xong. Vậy tôi kêu công ty phát lương trễ hai ngày cho anh có được hay không? Có biết sao tôi làm người thành công hơn hai người hay không? Đó là mỗi ngày tôi đều làm tốt công việc của mình, làm theo thời khóa biểu, không nhiều cũng không ít. Làm xong thời khóa biểu là tôi có thể hoàn tất công việc của tôi và cũng không cho bất cứ ai phá hoại thời gian biểu của tôi. Nhưng nhiều việc như vậy một ngày chúng tôi đâu có làm hết. Bây giờ là 10 giờ rưỡi, 3 giờ chiều nay các anh phải giao hết công việc cho tôi, như vậy là hoàn tất. Mắt sáng tay nhanh chắc không làm khó được hai anh đâu. Không kịp đó. This is an order. Không làm hết thì đừng có ăn cơm. Out. Mới ra tấm thông trì là biểu mình đừng có chơi ở trong văn phòng hả? Còn nó thì nghĩ cái kế để chơi người ta. Muốn chơi chết người ta hay sao chứ? Nhưng mà hai anh yên tâm đi, tôi ủng hộ hai anh đó mà. Tôi và anh Luân ở ngoài cửa còn thấy cái túi thơ thiệt là lớn. Coi như nhìn không thấy, mất công đem lên thôi. Thì không ngờ anh chị tốt với chúng tôi như vậy. Bảo à, làm sao đền ơn họ đây? Đừng khách sáo mà. Không phải, người Trung Quốc mình có một câu thiệt đúng: vay tiền kiếm bạn bè, làm việc kiếm trợ thủ. Có anh chị giúp đỡ nhất định sẽ xong. Tôi định là liều một phen. Không có kỳ tích mà. Đây coi, Cửu Long nè, Hồng Kông nè, Cửu Long nè,
Hồng Kông, Cửu Long. Làm luôn cái túi này là sao? Để xuống đi. Phải rồi. Cửu Long nè. Đây, chim sa chuối, chim mùn, quỳnh đại giác nè. Chim mùn, quỳnh đại giác nè. Hồng Kông, Cửu Long, chim sa chuối, Hồng Kông, Cửu Long, giọng giác, chim sa chuối, Hồng Kông nè. Giọng giác, xin mùn, Hồng Kông nè, chim sa chuối, quỳnh đại giọng giác, xin mùn, chim sa chuối, quỳnh đại tiên. Hồng Kông nữa. Come in. Chị Mông, chúng tôi đi ăn cơm nha. Bây giờ 12:40, tôi đã nói không ăn cơm, không ngủ trưa cũng phải hoàn tất công việc cho tôi. Chị Mông à, nhưng mà chúng tôi thì đói bụng lắm, làm ơn đi. Trong từ điển của tôi không có mấy chữ khoan dung tha thứ thông cảm, càng không có chữ làm ơn. Thì phải làm ơn đó chị Mông à. Chị làm ơn kiểm nhận chồng thơ này, chúng tôi phải đi ăn cơm. Chồng thơ này chúng tôi đã chỉnh lý hết rồi. Và còn sắp xếp theo kiểu kim tự tháp. Sắp xếp từ nhiều tới ít, từ trên xuống dưới rất là chỉnh tề. Thiệt đó, xong xuôi tới mấy ngàn lá lần đó. Đúng vậy, chị Mông căn dặn thì phải làm cho xong mà. Nè, tôi cho biết nha, không phải là đưa luôn một chồng thơ cho tôi như vậy đâu, mà phải phân ra nam nữ. Tôi sợ cô hỏi tới, nên phân hồng nam lục nữ. Dây thun màu đỏ thì là đàn ông, thun màu xanh là đàn bà. Hơn nữa, từ 4 tuổi tới 14, từ 14 tới 24, từ 24 tới 34, 34 tới 44, mỗi chồng là 10 tuổi, đều chia rõ ràng đàng hoàng. Và mỗi phần đều có phân nửa nam nữ, phần nào cũng có. Và cũng viết rõ ràng trên phong bì. Rõ ràng chia kịp hay sao? Phải có người giúp hay không? Nếu phải tôi khiếu nại ngay. Không đâu. Bây giờ chị hãy kiểm kê lại đi. Ở trên chồng thơ này chỉ có dấu tay của chúng tôi thôi, không có ai hết. Chị Mông à, thời gian là tiền bạc. Tôi nghĩ tốt nhất là chị nên đọc hết chồng thơ này trước 5 giờ chiều. Phải đó chị Mông à, chúng tôi hà đẳng cô nhiều, nhưng mà cũng đã làm xong rồi. Còn chị là người thượng đẳng, chắc chắn nhất định đọc hết hả? Đúng vậy, phải tôn trọng thời khóa biểu. Cùng lắm là không ăn cơm, không ngủ trưa cũng phải làm cho hết. Đúng, thời khóa biểu quan trọng lắm. Anh mập vậy đừng ăn đùi gà. Anh ốm nhách đừng có ăn cánh gà. Người xấu không được ăn. Tôi nghĩ bây giờ chị Mông đang ở trong đó soạn cái chồng thơ coi như là cơm nuốt vô bụng. Nè nè, cho dù không ăn không ngủ cũng phải đọc hết cái chồng thơ đó mới được nghỉ. Đáng đời. Chồng thơ như vậy tôi nghĩ chỉ phải đọc suốt 3-4 tuần đó. Tôi thấy công việc này tôi làm được khá lắm đó. Thì có cảm giác thành công. Vậy tôi có công lao không? Anh giỏi, có chút đỉnh. Nhưng mà người có công nhất là cô Ngân. Nếu không phải nhờ cổ đã thông kinh mạch cho mình thì mình làm sao có đủ sức để làm nổi. Phải rồi, sau khi mà cổ nắng bóp cho tôi lanh lợi hơn nhiều và có lòng tự tin trở lại. Có thiệt không? Tôi thấy sau khi cổ nắng bóp cho tôi thì tôi cảm thấy toàn thân của tôi như là thoải mái lắm đó. Nghĩ tới rùng mình. Lát nữa ăn cơm xong qua thử nữa. Đừng có ăn nói hèn hạ như vậy mà, coi chừng người ta hiểu lầm anh đó biết không. Tao bắt chước mày thôi. Ban đầu mày nói là người ta làm chuyện dơ bẩn, tao chỉ là theo mày thôi. Tôi không có hề nói. Là anh đó, lúc đầu anh gặp cô Ngân, mắt của anh giống như là truyền hình bế lộ, cứ nhìn người ta hoài à, đi theo người ta, sau đó là đổ rác vô nhà của người ta nữa. Mày còn nói, mày gặp người ta như là đổ chó con vậy. Tò mò quá đi. Tao cũng như vậy, cho nên mới đi coi để về báo cho mày biết. Tôi không nhầm nhở giống như anh đâu. Tôi không xí soạn như anh đâu. Tôi không nhầm nhở như anh. Ê, hey, ông chủ, ông vô đi hồi nào vậy? Tao vô lâu rồi. Thấy người ta có đàn ông ra vô á, thì cho người ta là không đàng hoàng hả? Mà ngân ông đó, làm cái chuyện bà vàng khè, để người ta nhìn vô người ta cũng hiểu lầm mà. Màu vàng mà, vàng là vàng bạc, vậy mới đập vô mắt chứ. Ông chủ à, ông cũng bậy thiệt. Ông đã biết người ta là trung mỹ sĩ đàng hoàng thì phải nói với tôi biết để chúng tôi khỏi bị hiểu lầm chứ, có phải không? Nếu mà chúng tôi nhịn không được đánh nhau đó hả, sẽ kiện ông đó. Xúi bậy người ta gây hại sức khỏe của người khác. Một ốm một mập, thiệt bậy bạ quá đi. Lấy lòng tiểu nhân đó là quân tử. Xê, còn ông nhìn sao cũng giống cái tên dê chúa mà. Hai anh đã nhìn lầm rồi. Cổ thiệt là thuần khiết dữ lắm. Cổ không có nhuộm màu của Hồng Kông. Không bị cái đám dê dỏm tụi bay á làm ô nhiễm cổ. Thiệt đúng là gần bùn chẳng hôi tanh mùi bùn. Về cái mặt này tôi đồng ý. Có cần lấy nước bùn trét lên mặt cho trơn tru không hả? Coi anh ấy thiệt là hạ tiện. Tuy rằng trong bụng của tôi nghĩ như vậy nhưng mà tôi không bao giờ nói ra. Trong bụng của anh nghĩ gì? Hạ tiện mà. Quay đủ rồi nha ông chủ. Ông thừa lúc chúng tôi ăn cơm chạy đây gây chuyện. Ông muốn gì đây hả? Các người biểu tôi vô đó mà. Phải. Anh có kêu sao? Nè, tôi dàn trận đào hoa rồi. Không phải, là trận liên hoa. Còn lợi hại hơn trận đào hoa nữa. Đào hoa thì có thể gặp hoa tà, nhưng liên hoa thì là hoa sen, thiệt ngọc ngà trồng trắng dữ lắm. Hoa sen mà ra, ai tranh với nó? Hoa sen ơi, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cô Ngân là hoa sen, còn tôi là củ sen. Củ sen và hoa sen quyết không rời xa nhau. Cảm ơn trời, cảm ơn trời phù hộ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
cư sĩ thì là tốt quá. Vàng trận hoa sen ở trên giường, nhưng mà không sao. Ngân à, vì cô, tôi hứa với cô, tôi nhất định bảo quản chậu hoa sen cho tốt. Ngân à, tâm ý của tôi đối với cô thiệt là khó nói bằng lời đó. Ngủ ngon nha. Khi tình yêu đã tới, lòng thấy yêu đời. Yêu dài dài, yêu mãi không thôi. Ngân à, mỗi ngày em phục vụ cho nhân dân rất cực khổ. Ăn sáng nha. Bảo đẹp này khuyến cáo các người, sau khi ăn sáng xong, sức khỏe sẽ được dồi dào và cả người thoải mái. Đã thiệt. Buổi sáng mà biết nghĩ ra cái buổi chiêu đãi ấm cúng như vậy, nhất định là cổ thích mà. Bấm chuông nha. Ngân à, ăn sáng. Đã ăn rồi. Ê, Tròn Do, tại sao lại là anh? Thì mua đồ ăn sáng. Tối hôm qua tôi nằm mơ anh lén nghe được, cho nên anh dậy sớm có phải gì không? Hai đứa mình cứ dậy sớm cỡ nào cũng vô dụng mà, anh coi đi. Nè, vô đây, vô đây. Cái chú hai này đợi sớm nhất đó, 6 giờ rưỡi sáng nó tới rồi. Sấy tóc đẹp trang vậy chắc là thức từ 5 giờ sáng. Ý, anh Bảo Đẹp. Chào. Sao anh sớm vậy? Tôi mua đồ ăn sáng cho cô nè. Cảm ơn anh. Nhưng mà tôi coi mặt xong rồi mới ăn nha. Số 10, ai số 10 đây? Dạ số 10 đây. Vô đi. Ê, 2, 4, 6, 8. Không cần đếm nữa. Chỗ này là 18 người, còn 7 người ghi danh xong rồi xuống dưới uống cà phê. Cộng luôn tôi với anh là 27. 27? Wow, chờ cô Ngân coi luôn thập bát la hán với lại kim cang hả? Thì buổi sáng thành buổi tối đó. Không được, cứ chờ như vậy không được đâu. Còn cách nào hơn? Cô kia hả? Sao nhiều khói quá vậy? Nhiều khói quá. Wow, bên ngoài khói xông lên. Hả? Khét ngẹt à. Có phải thời tiết khô ráo làm cháy nhà hay không? Mấy căn nhà cũ này không có cửa hậu mà, bị khói thông cũng bị chết đó. Chạy à, cháy nhà rồi, cháy nhà rồi, chạy mau đi. Cháy nhà rồi. Cháy nhà, cháy nhà rồi, chạy mau đi. Chạy đi. Chạy mau đi. Chạy mau đi, cháy nhà rồi. Chạy mau. Chạy mau đi. Cháy nhà cũng không chịu chạy. Sáng sớm tới đây để hai anh làm trước hả? Ai mà thèm tin anh chứ. Lại bị thất bại. Không có kỳ tích mà. Cảm ơn nha. Số 11. Số 11 ra rồi. Cô Ngân, lại đây. Chuyện gì? Chờ cô lâu rồi. Vậy chờ thêm đi. Tôi còn phải coi mạch mà. Số 11. Anh bị gì đấy? Chóng mặt quá. Chóng mặt quá. Tại vì đông người quá. Tay tôi giọt bẻ rồi. Tay tôi giọt bẻ rồi. Đúng, đúng, đúng. Ê, thì khiến con người thoải mái hơn nhiều ha. Cô Ngân à, cô làm gì cũng được, đừng buông tay. Ê, cô Ngân à, cô nhấn quyền đạo thì trúng đó. Thì tê cả người luôn. Tôi bốc thang thuốc cho hai anh, có chịu không? Chịu. Nè, hai anh không có bệnh gì đâu. Chỉ là chưa ăn sáng thôi. Ăn xong hết đói là không bị chóng mặt nữa. Số 11 là ai? Tôi nè. Số 11. Ăn đi. Vô đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ai da, đều là những bản tin về chơi rong và nhảy lầu không à, bậy bạ thiệt. Nè, Luân à, hả? Có cái gì đây? Không có, không có cái gì xảy ra hết. Nếu còn không mắc kế, tôi nghĩ phải nói là ba hôm nay trị gian thì tốt, thiên hạ thái bình. Hay là đóng cửa cái quán ăn này đi. Nếu như mà dẹp là mất đi một chương trình đó. Hay là vậy nha, cho tôi gia nhập đi. Nói là có một người đẹp ở quán ăn, hả? Có cần rau giặt tìm bạn hay không đây? Mấy cái chuyện đàng hoàng này á, thính giả không có thích đâu. Ê, thì nói chuyện không đàng hoàng nha. Có thể nói cho nguyên sĩ lần trước được khá lắm mà. Phải hả? Đúng vậy đó. Nè, lần này chúng ta nói cái không đàng hoàng là nữ trung y đi vào chung cư, ảnh hưởng tới sinh thái của tự nhiên và phá hoại quan hệ vợ chồng, ảnh hưởng thành phố, làm giảm địa vị của phái nữ. Mấy loại nữ trung y sĩ này thiệt là phải tiêu diệt đi. Đúng vậy, nhưng mà cái người đầu tiên nên tiêu diệt là chị. Hả? Cái áo của chị cũng ngủng à. Đàn bà với nhau sao cái miệng của chị độc quá vậy? Ha, chúng tôi chỉ là đang nói sự thật thôi. Bây giờ biết bao nhiêu người đàn bà không có được đàng hoàng, theo bản nói là nữ trung y sĩ. Thiệt ra là kiếm tiền của đàn ông. Không phải, là có bọn dì chúa các người đó. Ha.
Wow, chị nói vậy có nghĩa là tất cả những người giống như Trung Y Sĩ đều giả hay sao hả? Nhất định là có những người gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Tôi thiệt chưa hề gặp ai à. Không phải tôi nói ở ngoài phố chưa hề gặp ai. Anh Long à, không phải tôi chỉ nói anh là người hiểu biết nông cạn, kế bên tôi cũng có người đó. Thiệt hả, thứ gì đây? Cổ từ Bắc Kinh tới, mặt đẹp, thân hình bốc lửa. Phải, tài nghệ cao ghê lắm, nắng bóp nguyệt đạo ngay chóc chỗ, tuyệt vời. Wow, cái cô bé này đã hội đủ điều kiện kiếm tiền nhanh à. Không phải nói vậy, phải nói là hội đủ điều kiện của tất cả những người đẹp. Còn nữa, nghề nghiệp thanh cao. Chí cao do thượng nữ trung y. Thì là cực phẩm của nữ trung y. Ê, có thiệt hay không? Đẹp gái như vậy mà đi làm trung y sĩ, phải đi tuyển qua khôi chứ. Sở dĩ cô không tuyển qua khôi là bởi vì cô có sáng tạo và biết lo trước khi thiên hạ lo, không giống như thiên hạ. Hạ tiện đi chê hạ tiện. Chị Mông, chào. Không phải nói chị. Anh dám sao? Hai người đi khuất bóng cả buổi, khỏi cần phải làm hả? Có làm chứ, chỉ là chị chưa dặn cho nên chưa làm thôi. Chị đọc xong thơ rồi hả? Ê, anh có biết bên toilet nữ bị hư bóng đèn hay không? Nhà cậu nữ sao tôi biết? Vậy bây giờ biết chứ gì, còn không mau đi thay đi. Chị Mông à, chúng tôi làm giám chế là làm việc lớn mà. Mấy cái chuyện thay bóng đèn tôi nghĩ là không có liên quan chúng tôi đâu. Hai anh là giám chế, có nhiệm vụ bảo đảm phẩm chất của chương trình có phải không? Nếu tôi vô toilet tối thui bị té, ảnh hưởng tiêu chuẩn khiến cho chương trình của mình bị dở đi, vậy có mất mớ tới hai anh hay không? Còn không đi, go! Yes madam. Tôi nghĩ mình thì là giám chế tệ nhất ở Hồng Kông này. Cả thủy điện cũng kêu làm luôn. Anh tệ bằng tôi không? Hỏi thì chứ, sao anh phải cởi lên lưng của tôi? Anh đúng là không có học mà. Bỏ đồ vô nước, nặng thì chìm, nhẹ thì nổi. Tôi 50kg, anh 100, đương nhiên anh ở dưới rồi. Sao anh không lấy thang? Cái thang không biết xoay. Đầu óc của anh cũng vậy mà. Xoay bên trái. Ừ. Bên phải. Ừ. Bên trái. Ừ. Bên phải. Đừng diễn chơi nữa mà. Mấy cái bóng đèn xoay có một chiều thôi. Gì chứ? Đặt răng mà. Phải xoay ra ngoài cái đã. Bên phải. À, phải. Bên phải, bên phải. Bên phải hả? Bên trái, bên trái, bên trái. Bên trái. Ý, bên phải. Bên trái. Bên trái. Bên phải. Bên trái. Bên phải. Đừng đừng. Sao không bị gì hết vậy? Thôi. Đừng đừng. Đừng ngừng. Vẫn còn đau hả? Đau một chút. Ê, sao hai anh lẩm cẩm quá vậy? Thay bóng đèn thì phải bắt thang chứ. Anh bảo nó là cái thang không biết xoay sở. Cũng may là không có lấy cái thang. Ngân à, cô làm cho ảnh nửa tiếng đồng hồ rồi. Làm nữa chết người đó. À, ngân à, cô làm tiếp đi. Tôi còn đau tê tai lắm. Ây da, anh đau vậy hả? Chắc bị nội thương đó. Để tôi kiểm tra cho. Ha, được rồi. Ê, đừng có đè lên lưng của ảnh nữa. Anh bị nặng lắm rồi. Anh bảo đẹp, anh trở ra ngoài trước đi. Phải rồi, ra ngoài đi, ngoan đi. Ngoan đi mà. Ra ngoài đi. Ngoan đi. Ra ngoài. Ra ngoài đi, ra ngoài. Đóng cửa giùm nha. Thằng khỉ này. Chú này. Xuống chút. Xuống chút. Ừ, xuống chút nè. Chút nữa, chút nữa, chút nữa. Chút nữa, chút nữa đi. Đúng, 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 đúng. Chỗ đó. Chị Kiều, có báo cáo đặc biệt. Cảm ơn. Sao nó đau lưng mà bây giờ đi nhẹ nhàng quá vậy? Được con Ngân nắng bóp đó thì là thoải mái quá đi. Mỗi ngày một lần đi. Tôi thì đã lên lịch trình rồi. Mỗi tuần tôi sẽ đi 3 lần. Bây giờ nghĩ lại chắc một ngày đi 3 lần. Rõ ràng làm bộ, muốn lợi dụng cô Ngân hả? Quay, anh còn nói tôi. Lần trước thay bóng đèn, anh biểu tôi chơi cái trò đó. Biểu tôi đứng ở dưới xoay qua xoay lại, báo hại tôi chóng mặt tôi té. Còn nói nữa. Thích đấm bóp phải không? Để tôi đấm anh. Nếu như vậy thì nặng tam chút nha. Gãy luôn hết mấy cái ba sườn của tôi. Để cô Ngân mỗi ngày ráp giùm tôi. Anh này nè chị Tâm à, cái bóng đèn của nhà cầu Nam bị hư mấy ngày nay rồi, kiếm người đi sửa đi. Được. Tôi đi. Nè, hai thằng này nổi hứng làm thủy điện hồi nào vậy? Nè, đưa bóng đèn đây. Không phải, lần bóng đèn đây anh dưới, đi lên. Anh ở trên, lần sau tôi ở trên, anh ở dưới, vậy được chưa? Thiệt là điên mà, lần trước anh nói là luyện đồ nhẹ xuống nước thì nổi, đồ nặng thì chìm. Cho nên lần này tôi dẫn ở dưới để tôi làm đi. Không phải, anh biết không, tôi chỉ là nghĩ tốt cho anh thôi. Cho nên không muốn anh bị thương thêm. Đừng nói nhiều nữa, đừng gây thương hại tới mình mà. Anh lên đi. Tí lìa à, chụp đi. Ê, làm gì? Ê, 着得好，着得唔好，分分钟连。
phần công都会冇。着得太好，你老细又会嫌你人工高。高度赞扬嘅应该系我工作态度。迟到早退吞扑秘鲁，你又报大数。素来有为一代天骄，还看今朝。我话最好就去 wave party， 欢乐今宵。好想生活快乐，不需担心失去工作。